chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức Đông Tây được phát sóng trực tiếp vào 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh HGTV. Hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020, ngày 18 tháng 2 âm lịch. Chương trình có nhiều thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, tính đến nay, số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu đã ghi nhận vượt qua mốc 4.267 người. Dịch bệnh đã lan rộng ra 118 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 118.525 trường hợp nhiễm bệnh. Dịch COVID-19 cũng đã giáng một đòn mạnh, làm gián đoạn du lịch toàn cầu và khiến cho nhiều sự kiện từ chính trị đến văn hóa thể thao buộc phải hủy bỏ. Tuy nhiên, vẫn có tín hiệu đáng mừng khi ở Trung Quốc, các trường hợp nhiễm mới đã giảm dần trong những tuần trở lại đây. Đây là dấu hiệu cho thấy các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc đã có hiệu quả. Theo số liệu được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hôm qua, chỉ có 19 trường hợp nhiễm mới, con số thấp nhất kể từ khi chính phủ Trung Quốc bắt đầu việc thống kê số ca nhiễm vào ngày 21 tháng 1. Tất cả các ca nhiễm mới đều ở tâm dịch Vũ Hán, nơi khởi phát dịch COVID-19, ngoại trừ 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 từ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Điều này cũng có nghĩa là không có trường hợp người bản địa nhiễm mới ở các tỉnh thành khác của Trung Quốc. 17 trường hợp tử vong mới đều ở Vũ Hán, nâng tổng số ca chết vì COVID-19 ở Trung Quốc đại lục lên 3.136. Trong khi số ca nhiễm mới liên tục giảm, Trung Quốc lại đứng trước mối lo mới khi gia tăng các ca nhiễm bệnh từ bên ngoài. Theo số liệu của Cơ quan Y tế Trung Quốc, nước này đã ghi nhận 69 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trở về từ nước ngoài. Bên ngoài Trung Quốc đại lục, Italy có số ca nhiễm cao nhất và thực sự là ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Âu hiện nay, vượt qua cả Hàn Quốc và Iran trên phương diện người mắc và người chết do COVID-19. Tình hình này có lẽ do Italia chưa có kinh nghiệm phòng chống dịch SARS trước đây, cũng như do tâm lý chủ quan trong giai đoạn đầu khi COVID-19 mới xâm nhập vào nước này. Trước tình hình cấp bách lúc này, giới chức Italia đã bắt đầu áp dụng các biện pháp mạnh tương tự như ở Trung Quốc. Thủ tướng Italia đêm 9 tháng 3 đã ký sắc lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước này. Hiện ghi nhận với 10.149 người mang bệnh COVID-19. Xét về số ca tử vong, Italia cũng đứng đầu danh sách sau Trung Quốc đại lục với 631 trường hợp. Số người chết vì COVID-19 tại Iran ngày hôm qua cũng tăng kỷ lục, tổng cộng 291 người chết, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Số người nhiễm COVID-19 tại Iran hiện chạm ngưỡng 8.042 ca với 881 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Iran là một trong những quốc gia có nhiều ca chết vì COVID-19 nhất. Thủ đô Tehran là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề với 2.114 ca nhiễm. Iran hiện chưa áp lệnh phong tỏa những người dân được kêu gọi hạn chế đi lại. Tính tới hiện tại, virus lan rộng ra 31 tỉnh thành ở Iran. Nhiều biện pháp phòng tránh ngăn ngừa được chính phủ các nước triển khai. Và thật không vui khi chúng ta không muốn một sự đồn đại tai hại nào xảy ra liên quan đến việc phòng ngừa COVID-19. Sau khi có thông tin sai lệch nói rằng uống rượu là phương pháp giúp phòng ngừa loại bệnh đáng sợ này, người Iran đã ra sức uống rượu và hậu quả vô cùng thảm thiết. Hãng thông tấn Iran tối qua đưa tin đã có 44 người tử vong tại nước này do ngộ độc rượu sau khi có thông tin sai lệch rằng uống rượu là phương pháp giúp phòng ngừa bệnh COVID-19. Theo nguồn tin, tỉnh Khuzestan là nơi có số người tử vong cao nhất với 36 người. Con số này còn gấp đôi số người tử vong do virus SARS-CoV-2 tại tỉnh trên là 18 người. Trong khi đó, số người tử vong do ngộ độc rượu tại miền Bắc và miền Tây của Iran lần lượt là 7 người và 1 người. Tại Iran, rượu bị cấm với tất cả mọi người, ngoại trừ những người không theo đạo Hồi. Song truyền thông của nước này thường xuyên đưa tin về các trường hợp tử vong do uống rượu lậu. Iran đang nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, hiện đã lây lan sang 31 tỉnh trên cả nước, khiến 291 người tử vong và 8.042 trường hợp xác định đã nhiễm SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong vòng 24 giờ qua, trên toàn thế giới đã ghi nhận gần 4.000 ca nhiễm mới COVID-19 và có thêm 225 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh lên hơn 4.000 người. Hiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhất tại châu Âu khi cả 27 quốc gia thành viên EU đều đã ghi nhận các ca nhiễm. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, WHO đã gọi COVID-19 là đại dịch toàn cầu.
song vẫn bày tỏ tin tưởng thế giới có thể kiểm soát được dịch bệnh này nếu các nước cùng đưa ra những biện pháp ứng phó kiên quyết, giống như cách Trung Quốc đã thực hiện. Tại châu Á, dịch đang có xu hướng giảm dần ở Trung Quốc và Hàn Quốc với việc giảm cả số ca nhiễm mới lẫn tử vong, song lại đang nóng lên ở Philippines và Indonesia. Manila hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi phát hiện trường hợp lây chéo đầu tiên trong cộng đồng, trong khi Jakarta ghi nhận số ca nhiễm bệnh tăng đột biến gấp 3 lần, từ 6 lên 19 ca trong ngày 9 tháng 3. Ngoài ra, hàng loạt quốc gia Trung Đông, châu Phi cũng ghi nhận các ca nhiễm mới. Trong khi đó, với việc Cộng hòa Séc phát hiện các ca nhiễm bệnh đầu tiên, dịch đã chính thức lan tới toàn bộ 27 nước thành viên EU. Thông tin chúng tôi vừa nhận được, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vừa xuất hiện một ổ dịch lây nhiễm chéo với 34 người đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Ổ dịch mới nhất này xuất hiện tại trung tâm chăm sóc khách hàng của chi nhánh công ty bảo hiểm toàn cầu Chubb thuộc tòa nhà 12 tầng, có khoảng 140 hộ dân sinh sống cùng rất nhiều văn phòng đại diện của các công ty. Điều này làm dấy lên lo lắng về nguy cơ lây nhiễm cao trong các môi trường văn phòng khép kín. Theo Trung tâm Quản lý và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, ổ dịch nằm tại tầng 11 của tòa nhà 12 tầng trên phố Sidurim, một trong những khu vực sầm uất nhất ở phía tây nam thủ đô Seoul. Đáng chú ý, bên trong tòa nhà này còn có nhiều cơ sở thương mại và 140 hộ dân đang sinh sống. Sau khi được phát hiện, đến cuối ngày hôm qua, toàn bộ tòa nhà đã được phong tỏa để khử trùng. Một trung tâm kiểm dịch cũng đã được thiết lập ở tầng trệt tòa nhà để người dân và nhân viên được kiểm tra thân nhiệt. Chính quyền thành phố Seoul cho biết đang xem xét đình chỉ hoạt động những cơ sở có môi trường làm việc khép kín để đề phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Hiện Hàn Quốc có 7.478 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 51 ca tử vong. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhận định diễn biến dịch tại nước này đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng ông kêu gọi người dân không nên chủ quan. Thưa quý vị, cách ly là một trong những biện pháp đầu tiên và hữu hiệu nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan nhanh trong cộng đồng. Vì thế, nhiều nước đã đưa ra các mức phạt khác nhau đối với những trường hợp vi phạm lệnh cách ly để ngăn chặn những hành vi thiếu ý thức gây nguy hiểm không chỉ cho cá nhân mà còn cả cộng đồng. Tại Italy, tâm dịch lớn thứ hai thế giới hiện nay, chính phủ nước này đã mở rộng lệnh phong tỏa đối với di chuyển cá nhân và các hoạt động tụ tập đông người trên phạm vi cả nước. Đây là biện pháp chưa từng có tiền lệ được Italy áp dụng trên toàn quốc và tác động đến toàn bộ dân số hơn 60 triệu người. Lệnh phong tỏa này sẽ biến toàn bộ Italy thành khu vực được bảo vệ và bất kỳ ai vi phạm lệnh hạn chế này sẽ bị phạt tiền và phạt tù từ 3 tháng. Tại Nga, mặc dù tình hình dịch COVID-19 hiện chưa đến mức quá căng thẳng, song chính quyền của thành phố Moscow đã đưa ra cảnh báo sẽ phạt tù tới 5 năm đối với những người không tự cách ly tại nhà trong 2 tuần sau khi trở về từ những nước có dịch nghiêm trọng như là Trung Quốc, Hàn Quốc hay Italia. Trước đó vài ngày, chính phủ Séc cũng tuyên bố những công dân không tự giác thực hiện nghĩa vụ cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 133.000 đô la Mỹ. Đây cũng là mức phạt mà Ả Rập Xê Út áp dụng đối với những đối tượng cố tình che giấu tình hình sức khỏe và lịch sử đi lại của mình. Tại Hàn Quốc, những người vi phạm chỉ mức phạt thấp hơn, tối đa là 8.300 đô la Mỹ. Trốn cách ly là hành động không thể xem nhẹ, như tại Nga còn đưa vào tội hình sự, bởi mức độ lây lan cộng đồng là rất lớn nếu như ai đó thiếu ý thức. Trong những giờ qua, một thông tin khiến cho dư luận không khỏi bức xúc về trường hợp một vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn ở Quảng Trị đi trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội vào Thừa Thiên Huế. Trên chuyến bay có hành khách bị nhiễm COVID-19, nhưng người này đã né cách ly bằng cách đánh tráo cho người khác đi thay. Thực hư thông tin này thế nào? Hôm qua, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị xác nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Điện Gió đã gửi lời xin lỗi đến các cơ quan chức năng tỉnh và hứa sẽ chấp hành tốt việc cách ly. Vào sáng qua, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết vị này đến điểm cách ly muộn giờ, còn việc đánh tráo người để trốn cách ly thì chưa rõ. Việc xác định ông này có đánh tráo người hay trốn cách ly, cơ quan chức năng sẽ làm rõ và xử lý thích đáng. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cũng khẳng định sẽ xem xét làm rõ để xử lý triệt để vụ việc đúng quy trình, sẽ xử lý nghiêm dù bất kỳ người đó là ai, vì đây là vụ việc nghiêm trọng. Suy nghĩ cụ thể thì sẽ vẫn còn chờ cơ quan công an làm rõ, bởi lẽ ai cũng hiểu mối nguy hại từ việc trốn cách ly có thể tương đương thậm chí khó lường không kém việc không khai báo hoặc khai báo thiếu trung thực. Thưa quý khán giả, những ngày này cả nước đang nỗ lực chung tay phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Bên cạnh những hành động nhân văn, rạng ngời đạo lý, lá lành đùm lá rách như là tặng khẩu trang miễn phí, hiến máu tình nguyện hay là giải cứu nông sản mùa dịch bệnh, thì một số cá nhân lại cho cộng đồng thấy sự lạnh lùng, tham lam, ích kỷ, đáng lên án. Người Vũ Hán, người Daegu, nỗi kỳ thị đã mở rộng thành Trung Quốc và Hàn Quốc. Những cụm từ nhạy cảm ấy khuấy động dư luận khiến người ta hãi hùng. Ngay người Việt Nam với nhau cũng nhen nhóm sự phân biệt đối xử với người từ vùng dịch. Điển hình là cách đây không lâu, Vĩnh Phúc với tâm dịch Sơn Lôi đã nhận vô số gạch đá từ cộng đồng. Những người Vĩnh Phúc vào các địa phương khác làm ăn khốn khổ vì bị kỳ thị, không ai dám tiếp xúc với họ trong khi họ không hề nhiễm bệnh. Người nhiễm bệnh, người nghi nhiễm, người đi qua vùng dịch cũng chỉ là nạn nhân. Họ cần lắm một phác đồ điều trị khoa học và cần hơn cả là sự động viên, an ủi, chia sẻ của cộng đồng để đương đầu với bệnh tật, chứ không phải là sự xa lánh, phân biệt đối xử, kỳ thị, đẩy vào hố sâu tuyệt vọng. Trước những tin tức tích cực về nỗ lực khống chế dịch Covid-19 của nước ta trong thời gian qua, người dân đang đặt trọn niềm tin vào quyết tâm chống dịch như chống giặc của chính phủ. Thế nhưng, một số người vẫn chọn giải pháp tin tưởng vào tin đồn, tin giả lan truyền trên các trang mạng xã hội. Sốt, khẩu trang y tế, khan hiếm nước rửa tay khô là chuyện thường ngày, được bàn luận sôi nổi khắp nơi. Đặc biệt, khi ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 17 được công bố ở thành phố Hà Nội vào đêm 6 tháng 3, dù nhà chức trách đã khẳng định hàng hóa không thiếu thốn và bảo đảm nhu cầu cho người dân, song nhiều người vẫn đua nhau mua cả những mặt hàng mà đôi khi không biết vì sao mình phải mua. Từ thực tiễn cho thấy, khống chế được dịch bệnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào từng người. Chỉ cần bình tĩnh, tin tưởng và chung tay cùng chính phủ phòng chống dịch bệnh, chỉ cần tôn trọng công tác phòng dịch bằng cách khai báo y tế trung thực, tuân thủ cách ly và khuyến cáo an toàn dịch tễ của Bộ Y tế, chúng ta sẽ an toàn. Thủ tướng đã có chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh bất cứ ai kém ý thức, vô trách nhiệm với cộng đồng trong mục tiêu phòng chống dịch COVID-19. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ nghiêm trị, xử lý hình sự mọi trường hợp vi phạm. Vì quả thật là không thể chấp nhận được tình trạng những cá nhân ích kỷ, xem thường luật pháp, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thưa quý khán giả, ngay sau khi thông báo phát hiện ca bệnh thứ 34, lúc 21 giờ tối qua, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có cuộc họp khẩn với các sở ngành bàn biện pháp khống chế dịch bệnh lây lan sau khi Bộ Y tế công bố trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là người của tỉnh này. Theo thông tin ban đầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận, bệnh nhân thứ 34 là một phụ nữ đang được theo dõi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Trước khi nhập viện, người này bay về từ Mỹ và có quá cảnh Hàn Quốc. Cụ thể, sáng ngày 9 tháng 3, nữ bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận với triệu chứng là sốt, đau rắc họng. Trước đó 4 ngày, bà ho và khạc có đờm. Sau khi nhập viện, đơn vị y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm và gửi viện Pasteur Nha Trang. Chiều qua, kết quả xét nghiệm cho thấy bà T dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi bệnh nhân này có kết quả dương tính, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã xác định lịch trình di chuyển của bà để cách ly những người từng tiếp xúc, đồng thời khử trùng sát khuẩn nơi ở làm việc của bà. Được biết, bà T hiện là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng tại thành phố Phan Thiết. Đây là ca bệnh đầu tiên tại Bình Thuận ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngành y tế tỉnh Bình Thuận đang tích cực cách ly điều trị cho bà T theo phác đồ của Bộ Y tế ban hành. Bộ Y tế Việt Nam trong hôm qua cũng đã xác định thêm 3 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 34. Trước khi có mười mấy ca nhiễm này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh quốc gia đã lường trước tình huống phát sinh nhiều ca nhiễm mới nên đã có diễn tập. Chính vì vậy, khi liên tục xuất hiện nhiều ca mới, cả hệ thống không hề bị động mà phối hợp nhân nhuyễn các biện pháp đã chuẩn bị trước đó, trong đó là ưu tiên phải là chữa khỏi cho từng người bệnh. Thưa quý khán giả, chiều qua, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội tạm đóng cửa đến ngày 15 tháng 3 do có nhiều thành viên chủ chốt tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thực hư vụ việc ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 4 tháng 3, Viện tổ chức hội nghị và nhiều thành viên có cả lãnh đạo chủ chốt của đơn vị đã có tiếp xúc gần với ông T, 61 tuổi, nguyên lãnh đạo của Viện. Ông T là bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 21 tại Việt Nam. Cụ thể, ông đi công tác tại Anh, trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines,
cùng chuyến và ngồi gần với bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam. Chính xác là 35 người của diện tiếp xúc diện F1 với ông T. Vì số người liên quan bị cách ly khá nhiều và đều là những cán bộ chủ chốt của các cơ quan đơn vị, nên ảnh hưởng khá lớn đến tình hình hoạt động của viện Hàn Lâm. Do đó, viện quyết định tạm đóng cửa trụ sở chính. Tin chúng tôi vừa nhận, chuyên gia hàng động người Anh, người cũng đi trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 mới có kết quả xét nghiệm là âm tính với COVID-19. Hai người đi cùng trong chuyến thám hiểm gồm một phiên dịch và một người quốc tịch Mỹ cũng có kết quả tương tự. Mỗi một người xét nghiệm âm tính được thông báo thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm hẳn lên. Hiện nhóm thám hiểm ba người này đang được thực hiện cách ly y tế theo quy định. Trước đó, chuyên gia hàng động người Anh sinh năm 1991 đã đến Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng ngày 2 tháng 3. Đây là chuyến bay có nhiều người nhiễm COVID-19 được phát hiện sau đó. Chuyên gia hàng động người Anh đã đến Quảng Bình và vào rừng thám hiểm cùng hai người khác. Hiện cả ba người sức khỏe đều ổn định. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết kết quả xét nghiệm 40 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc gần với hai du khách người Anh đều cho kết quả âm tính. Hiện sức khỏe những trường hợp này đều ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ. Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng cũng đang theo dõi cách ly tại cơ sở lưu trú và tại nhà 124 trường hợp liên quan đến hai bệnh nhân này. Trong ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục lấy mẫu các trường hợp sau khi sàng lọc phân loại, trong đó có những người đang được cách ly tại nhà. Trong những ca nhiễm mới này, có một đặc điểm rất đáng chú ý là 16 trong tổng số 18 người đều liên quan đến chuyến bay London Hà Nội VN54 lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 3. Vậy những vị trí nào trên máy bay có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nhất? Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin sau đây. 11 người trên chuyến bay này bao gồm bệnh nhân số 17 số ghế 5K, bệnh nhân số 21 số ghế 5A, cách vị trí 5K, 6m. 9 hành khách còn lại đang được xác định vị trí. Bệnh nhân số 21 từ Việt Nam đi Ấn Độ sang Anh rồi về Việt Nam. Trên máy bay từ Ấn Độ đến Anh, ông ngồi cạnh một người nước ngoài có biểu hiện sốt và ho liên tục. Do đó, giới chức nhận định bệnh nhân 21 có hai khả năng lây nhiễm trên chuyến bay VN54 hoặc trên chuyến bay từ Ấn Độ đến Anh. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Di động 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bệnh nhân số 17 chắc chắn đã nhiễm virus khi ở nước ngoài, vì về nước đã lây cho hai người. Các bệnh nhân khác đều bệnh nhẹ, có khả năng bị nhiễm trên máy bay hoặc trước khi lên máy bay. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng trong bán kính hai hàng ghế là phạm vi có thể lây bệnh. Tuy nhiên, hành khách thường không ngồi tại chỗ trong suốt hành trình, nhất là đối với các chuyến bay dài hơn 10 tiếng. Những người ngồi ở gần lối đi và hàng giữa có xu hướng ra khỏi chỗ nhiều hơn. Họ thường đi vệ sinh, ra cabin lấy đồ. Chuyến bay mang số hiệu VN0054 thật sự là chuyến bay định mệnh khi mà đa số các trường hợp nhiễm mới đều bắt nguồn từ đây. Chính vì thế, Việt Nam đang tập trung nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh từ trên bầu trời. Hiện nay, các đường bay quốc tế từ châu Âu đến Việt Nam vẫn được duy trì, song chính phủ đã yêu cầu tất cả hành khách nhập cảnh phải khai báo y tế. Từ hôm qua, toàn bộ hành khách khởi hành từ châu Âu đã được đo thân nhiệt trước khi lên máy bay và phải đeo khẩu trang y tế. Trên máy bay, hành khách được khuyến khích ngồi ổn định, hạn chế di chuyển và giao tiếp. Hãng Vietnam Airlines sẽ khử trùng toàn bộ máy bay chặng quốc tế về Việt Nam ngay sau khi hạ cánh tại sân đổ. Trước đây, việc khử trùng chỉ tiến hành với các máy bay từ Trung Quốc về và một số máy bay có hành khách biểu hiện sức khỏe bất thường. Hiện Vietnam Airlines là hãng duy nhất của Việt Nam có đường bay thẳng đến châu Âu như Anh, Đức, Pháp. Để quản lý chặt chẽ hành trình người dân di chuyển và cập nhật tình hình sức khỏe, bắt đầu từ hôm qua, người dân Việt Nam đã thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện. Việc khai báo này có thể thực hiện trực tuyến qua các ứng dụng được cập nhật sẵn, thực hiện tiện lợi, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh. Theo đó, các doanh nghiệp đã xây dựng hai ứng dụng gồm nCoV dành cho người Việt Nam và ứng dụng Vietnam Health Declaration dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam để gửi lên kho ứng dụng Google Play dành cho smartphone chạy hệ điều hành Android và Apple Store dành cho iPhone. Các kho ứng dụng đang tiến hành cập nhật cung cấp cho người dùng tải về. Dựa trên dữ liệu ứng dụng này gửi về, hệ thống y tế sẽ biết được các trường hợp cần chú ý để hỗ trợ y tế nhanh và hiệu quả nhất có thể. Cơ chế xác thực của ứng dụng được thực hiện hai lớp qua tin nhắn SMS khi cài đặt. Người dùng sẽ nhận mã xác thực về số điện thoại đăng ký. Người dùng chỉ cần điền tên, địa chỉ, cơ quan chức năng sẽ có cơ sở xác thực chéo về tính chính xác của thông tin khai báo. Căn cứ trên thông tin y tế cá nhân được cập nhật, nhân viên y tế tại địa phương
sẽ nắm bắt cơ bản diễn biến sức khỏe của cá nhân, kịp thời liên lạc, hỗ trợ theo dõi sức khỏe trong tình huống cần thiết. Chú trọng những trường hợp có yếu tố nguy cơ như liên quan đến ca bệnh, tiếp xúc gần, tiếp xúc với người tiếp xúc gần ca bệnh, đi về từ vùng có dịch. Tại buổi lễ ra mắt hai ứng dụng này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng kêu gọi mọi người dân Việt Nam hãy sử dụng ứng dụng này như là hành động thiết thực cho chống dịch, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục tham gia nâng cấp ứng dụng, thêm nhiều tính năng sử dụng. Khai báo y tế một cách trung thực là trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Xã hội lên án những hành vi giấu bệnh trong lúc này. Thưa quý vị, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại Đồng Nai được nghỉ học hết tháng 3. Đây là tỉnh đầu tiên ra thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3 này, sau khi cuộc họp của thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai diễn ra vào chiều qua. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, các trường trung học phổ thông, địa phương sẽ cấp cho mỗi trường học 1-2 máy đo thân nhiệt nhằm kiểm soát dịch bệnh trong trường học. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch COVID-19. Học sinh cần đeo khẩu trang khi đến lớp và hạn chế tập trung nơi đông người, trang bị bồn rửa, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn. Trước đó, học sinh khối trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên toàn tỉnh đã trở lại học tập sau thời gian nghỉ vài ngày để phòng tránh dịch COVID-19. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh trở lại học tập đạt tỷ lệ là 97-98%. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến không mong muốn, cần đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh là điều đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ giáo dục trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo cho hay, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục Đào tạo có thể điều chỉnh thời gian năm học và thi trung học phổ thông quốc gia. Nhưng năm học nếu cần kéo dài thêm sẽ phải tính sao cho đảm bảo mốc thời gian, quỹ thời gian, chương trình học cần thiết để xây dựng kế hoạch năm học. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến kéo dài, thời điểm năm học mới theo truyền thống sẽ bắt đầu ngày 5 tháng 9. Như vậy, các trường có quỹ thời gian từ nay đến thời điểm đó để điều chỉnh năm học, cũng như thi trung học phổ thông quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tính toán cụ thể, dựa trên căn cứ tình hình thực tế để cân đối kế hoạch, đảm bảo nhà trường dạy học hết chương trình năm học 2019-2020 và chuẩn bị cho năm học tới ít chịu ảnh hưởng nhất. Như vậy, với học sinh lớp 12, nếu cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục điều chỉnh để học sinh có đủ thời gian hoàn thành chương trình, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, cũng như xét tuyển vào các trường đại học. Kỳ thi lớp 10 được giao quyền cho địa phương. Vì vậy, ngay từ giờ, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các khâu theo dõi sát tình hình thực tế, để sau khi kết thúc năm học, sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh, đảm bảo thời gian đủ chương trình. Riêng việc học online trên truyền hình hiện nay cần được nhà trường duy trì kết nối với sinh viên và học sinh để rèn luyện và vận dụng kiến thức. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã xác minh được 263 trường hợp tiếp xúc gần và có tiếp xúc đối với các trường hợp có nguy cơ nhiễm COVID-19. Trong đó, một trường hợp đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, 20 trường hợp cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh. Còn lại 242 trường hợp được hướng dẫn cách ly tại nhà. Đồng thời, Trung tâm Y tế các địa phương tiếp tục rà soát, khoanh vùng những người có nguy cơ để có biện pháp xử lý kịp thời. Việc cách ly tập trung và cách ly tại nhà phải thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới giữa Việt Nam, Campuchia. Qua đó cho thấy sự quyết tâm ngăn chặn không để cho dịch bệnh nhập cảnh vào nước ta. Dù tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia có chiều dài là khoảng 1.245 km đi qua 10 tỉnh, nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 từ Campuchia vào Việt Nam là rất cao. Hiện Bộ đội Biên phòng chủ động nắm chắc tình hình để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát xuất nhập cảnh, nhất là các đường mòn, lối mở, đường qua lại tạm thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan. Trước diễn biến xấu phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và để chủ động phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa có yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh của người nước ngoài, cách ly ngay các trường hợp đến từ vùng dịch, đi qua hoặc tiếp xúc gần với người về từ vùng dịch. Đề nghị cảng hàng không Phù Cát bố trí các vị trí cho cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh tại các vị trí kiểm soát lối đi nội bộ,
giám sát khu vực cách ly, giám sát sân đổ, bố trí trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại nhà ga quốc tế để làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã quyết định tạm dừng một số hoạt động du lịch tại thành phố. Theo đó, kể từ ngày 10 tháng 3, các hoạt động tham quan du lịch tại làng rau Trà Quế, làng Mộc Kim Bồng, làng Gốm Thanh Hà đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động du lịch. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân trên xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An đã quyết định tạm dừng đưa du khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm, đồng thời có kế hoạch để phục vụ những du khách đang lưu trú tại đây. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, mọi hoạt động của người dân ở đảo vẫn thực hiện bình thường. Các nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được duy trì đều đặn để người dân yên tâm. Hà Nội đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra. Các đoàn sẽ kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những cách làm hay, mô hình hiệu quả để kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đồng thời chấn chỉnh, xử lý kịp thời những tập thể cá nhân có biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quận Ba Đình. Quận Ba Đình đã tổ chức cách ly từ số nhà 79 cho đến số nhà 137 phố Trúc Bạch với tổng số là 66 hộ dân, 189 người và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Trung tâm sát hạch lái xe nằm trên địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, dự kiến sẽ là bệnh viện dã chiến số 2 của Hà Nội, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh khi dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng. Bệnh viện dã chiến số 2 sẽ là cơ sở chuyên khoa truyền nhiễm được tổ chức xây dựng và triển khai trên cơ sở khi tình hình dịch COVID-19 gây ra ở cấp độ 4, tức là cấp độ khi có trên 1.000 ca bệnh. Bệnh viện dã chiến này có quy mô 600 giường bệnh với 20 khoa phòng chức năng, sẽ thu dung, cấp cứu, điều trị cách ly cho toàn bộ bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 trong khu vực theo chỉ đạo. Theo thống kê, khả năng thu dung tối đa của tất cả các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội khi có dịch xảy ra là 5.000 giường. Nhiều hành vi lừa đảo trục lợi mùa dịch bệnh dù cơ quan chức năng rất mạnh tay xử lý. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1996, thường trú tại xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, vì hành vi lừa đảo bán khẩu trang trên mạng Facebook để chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 500 triệu đồng. Trước đó, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của một người dân ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, về việc bị một đối tượng lừa bán khẩu trang qua tài khoản Facebook Nguyễn Di, chiếm đoạt 20 triệu đồng. Từ những thông tin trên, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với đội công nghệ cao Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, thành lập 3 tổ công tác tiếp cận địa bàn, thu thập thông tin, xác định thủ phạm. Đối tượng khai nhận, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, thấy nhiều người lên mạng mua khẩu trang nên đã nảy sinh ý định lừa bán khẩu trang. Đến khi bị bắt, số tiền mà Hương lừa đảo chiếm đoạt được lên đến 1 tỷ 500 triệu đồng. Khẩu trang đang thiếu trong nước, đến lực lượng làm nhiệm vụ cũng thiếu. Vậy mà vì hám lợi, nhiều người bất chấp buôn lậu, đây là điều đáng lên án. Nhiều người cho rằng những người trục lợi đó phải xấu hổ khi nhìn thấy những hình ảnh sau đây. Đó là lá chắn đại diện cho tình người, cho sự đoàn kết tương thân tương ái giữa mùa dịch bệnh. Hình ảnh phát khẩu trang xuất hiện thường xuyên giữa mùa dịch COVID-19. Đội nắng phát khẩu trang y tế miễn phí và hướng dẫn người dân cách sử dụng khẩu trang an toàn. Đó là hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Có người dân tình nguyện đi nhặt từng chiếc khẩu trang đã qua sử dụng, rơi rải trên đường, sau đó mang về tiêu hủy để hạn chế dịch bệnh lây lan. Đó là ông Nguyễn Văn Thanh, 67 tuổi, đi khắp tuyến đường Hùng Vương thuộc địa bàn phường 1 thành phố Sa Đéc, làm không công, nhặt khẩu trang. Bên cạnh các lá chắn khoa học được các cơ quan y tế cả nước đang áp dụng, thì những việc làm tốt đẹp này giống như một lá chắn hữu hiệu khác, bởi nó tác động đến ý thức chiến đấu với dịch bệnh của cộng đồng. Trước nỗ lực giải cứu nông sản xuất hiện ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, thì các cơ sở sản xuất bánh mì tại thành phố Sa Đéc cũng đã sắn tay vào việc sản xuất những ổ bánh mì Thanh Long. Cho đến nay, đã có tổng số 6 cơ sở tham gia sản xuất bánh mì Thanh Long. Nếu mà hôm mà giải cứu cho bà con nông dân thì giải cứu được mức nào hay mức nấy. Ai giải cứu nhiều thì người ta làm nhiều, còn ai giải cứu mà được phần nào hay phần nấy. Đó. Mình cũng cố gắng, mình làm hết sức mình giúp ở góc độ nào hay góc độ nấy.
hình ảnh đẹp về những con người tử tế tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cả nước để đẩy lùi dịch bệnh. Mới thấy có một loại lá chắn hết sức quan trọng, chính là tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết hết mình giữa người với nhau. Thực tế, khẩu trang y tế mua ở nhà nước thiếu, nhưng khẩu trang phát ngoài đường miễn phí thì rất nhiều. Đó là hình ảnh đối lập đầy suy nghĩ trong mùa dịch này. Có thể thấy, từ cá nhân cho đến tổ chức, nếu mỗi người đóng góp một ít vì cộng đồng như thế, cho đến nay đã có hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang y tế được trao đến tay người dân, cùng những hướng dẫn và khuyến cáo phòng ngừa dịch bệnh. Những hình ảnh đẹp như vậy sẽ giúp cho cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tin nóng tiếp theo, hạn mặn khô cằn giữa miền Tây. Thế nhưng tình người khi chất chiêu từng giọt nước như thế này vẫn đong đầy giữa thời tiết khắc nghiệt ấy. Dừng tìm kiếm 5 thuyền viên Việt gặp nạn trong vụ cháy tàu tại Hàn Quốc khi mọi nỗ lực càng bế tắc. Cúng tiền tỷ để hối lộ thần linh, liệu có linh thiêng không? Đeo trang sức là quyền của mỗi người, thế nhưng nhiều vụ cướp xảy ra, vì thế nhiều chị em cần rút kinh nghiệm việc này. Ngỡ ngàng, cánh đồng điện mặt trời dùng 7 núi, quy mô bậc nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý khán giả, hiện nay các tỉnh thành phía Nam đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa khô. Bên cạnh phải ứng phó với tình trạng khô hạn và nước mặn xâm nhập sâu, các địa phương cũng đang đứng trước nguy cơ cháy nổ đang gia tăng do nắng nóng kéo dài sẽ làm cho nền nhiệt độ cao, khiến mọi vật liệu đều trở nên dễ bắt lửa. Tại tỉnh Bến Tre, từ đầu năm 2020 đến nay đã xảy ra 4 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 640 triệu đồng. Vào trưa ngày 2 tháng 2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà của bà Lê Thị Liên ở khu phố 1, phường 1, thành phố Bến Tre, không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi tài sản của nhà bà Liên và một số hộ dân gần đó, trị giá khoảng 120 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy là do sự cố chập điện. Còn đây là hiện trường vụ cháy tại cơ sở sản xuất chỉ sơ dừa tại xã Văn Quế Tây, huyện Bình Đại, do ông Nguyễn Thế Hệ làm chủ, xảy ra vào đêm 18 tháng 2. Toàn bộ hàng hóa trong nhà kho rộng hàng trăm mét vuông, trị giá trên 450 triệu đồng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do bất cẩn trong sử dụng điện. Một vụ cháy khác cũng vừa xảy ra vào trưa ngày 27 tháng 2, mà nguyên nhân cũng do chập điện tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chỉ sơ dừa Thành Đạt ở xã Sơn Phú, do ông Nguyễn Chí Thành, ngụ thành phố Hồ Chí Minh làm chủ. Trước tình hình cháy nổ đang diễn biến phức tạp, để chủ động phòng ngừa giặc lửa, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các địa phương tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp, chợ và địa bàn dân cư trong tỉnh. Tại các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các cơ sở sản xuất chỉ sơ dừa, mặc dù biết đây là mặt hàng rất dễ cháy, nhưng doanh nghiệp vẫn chủ quan. Tại đây, không khó để bắt gặp tình trạng câu mắc điện chằng chịt, không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy. Thêm vào đó, nhiều thiết bị điện đã cũ, ít được làm vệ sinh nên dẫn đến tình trạng bụi bặm bao phủ, chỉ sơ dừa bám đầy trên các ổ điện, mối nối dây điện, rất dễ bắt lửa một khi xảy ra việc phóng tia lửa điện. Cá biệt, tại một cơ sở còn xảy ra tình trạng thắp hương thờ cúng ngay trong kho hàng. Đây là hành vi bị nghiêm cấm trong quy định về phòng cháy chữa cháy. Còn đối với các hộ gia đình, sự cố cháy nổ cũng có thể xảy ra từ việc câu mắc điện tùy tiện và thiếu an toàn. Phòng cháy hơn chữa cháy, đó không chỉ là câu khẩu hiệu, mà đây còn là lời cảnh báo nhắc nhở mọi người phải tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, phải luôn cảnh giác đề phòng quả quạng trong mọi tình huống, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ thì rất dễ gây ra các vụ cháy lớn, gây ra hậu quả khôn lường cho chính bản thân và những người xung quanh. Thưa quý khán giả, năm nay các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, tình hình hạn hán mặn xâm nhập gay gắt khiến cho nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tại Bến Tre, do nước mặn bủa chay các tuyến kênh, nước từ nhà máy nước sạch cung ứng cũng bị nhiễm mặn, nên người dân phải mua nước ngọt với giá khá cao. Thế nhưng một số hộ dân có nguồn nước ngọt đã sẵn sàng sẻ chia, cung ứng miễn phí cho những hộ nghèo sử dụng. Tấm lòng hào hiệp của họ làm nhiều người cảm phục, yêu mến. Hơn một tháng nay, ngày nào tại gia đình bà Nguyễn Thị Huẩn, 76 tuổi, ở xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, cũng có hàng chục người đến lấy nước ngọt miễn phí đem về sử dụng. Tấm lòng của bà đã giúp nhiều người nghèo có nước ngọt để dùng.
Cái giếng nước ngọt này được gia đình bà Huẩn đào cách đây gần 20 năm, với độ sâu khoảng 8 mét để lấy nước ngọt. Năm 2016, khi nước mặn xâm nhập khốc liệt, người dân không có nước ngọt sử dụng, bà đã cung ứng miễn phí. Năm nay, mặn lại xâm nhập gay gắt hơn, người dân tiếp tục thiếu nước ngọt, nên gia đình bà tiếp tục cho nước miễn phí mọi người. Mỗi ngày, giếng nước ngọt của gia đình bà Huẩn có thể cho thu được khoảng 27.000 lít. Bà phải cử đứa con trai túc trực bên máy bơm để khoảng 15 phút khi giếng có nước là bơm lên bồn chứa cho người dân đến lấy. Chỉ tính riêng tiền điện, mỗi tháng gia đình bà tốn hơn 700.000 đồng so với những tháng bình thường. Một số hộ dân đã gợi ý trả bà một số tiền để đóng tiền điện, nhưng bà nhất quyết không nhận. Mình có của thì cũng chia sớt lại cho người không có. Thì nước mình để đó cũng không có sử dụng hết thì nó cũng không có lợi ích gì. Thành ra mới chia sớt lại cho mọi người không có người ta xài gì với mình. Còn đây cũng là người có tấm lòng chia sẻ như thế. Đầu mùa khô năm nay, ông Phù Tường Nguyên Dũng, ngụ ở phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tình cờ phát hiện giếng khoan của gia đình nhiều năm không sử dụng, ở ngoài giường vẫn còn nguồn nước ngọt. Thấy vậy, ông mua máy bơm về bơm nước ngọt lên, cung ứng miễn phí cho nhiều hộ dân xung quanh. Sau đó, ông Dũng mua hệ thống lọc nước với giá 130 triệu đồng để vừa cung ứng nước sinh hoạt, vừa cung ứng nước uống cho người dân. Hàng ngày, địa điểm cung ứng nước ngọt miễn phí của gia đình ông Dũng có hàng trăm người mang canh nhựa đến xếp hàng để chờ đến lượt lấy nước ngọt về sử dụng. Nhiều người chờ đợi khá lâu, tuy nhiên ai cũng vui vẻ đợi đến lượt để được lấy nước miễn phí. Hiện nay đang là lúc đỉnh điểm của mùa khô hạn và mặn xâm nhập. Trong khi tại thành phố Bến Tre và các huyện lân cận, nhiều điểm bán nước ngọt với giá khá cao, nhiều người nghèo không có điều kiện để mua. Chính tấm lòng hào hiệp của ông bà đã giúp cho nhiều người dân giải cơn khát nước ngọt giữa mùa hạn hán, mặn xâm nhập rất gay gắt như hiện nay. Thưa quý vị, làm lụng vất vả mấy mươi năm, bà quả ghé thăm tích tắc thì mọi của cải đều bay mất. Hôm qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà xưởng nằm trong khu dân cư ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Vào trưa qua, nhiều người phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội bên trong khu kho xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại An Đại Hưng nằm ở địa chỉ số 19 đường Đào Trí, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong ít phút, đám cháy lan rộng bên trong khu nhà xưởng. Nhiều công nhân đang làm việc đã tháo chạy ra ngoài. Sau gần 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến nhiều hàng hóa và máy móc bên trong hư hỏng, thiệt hại nặng. Ban Quản lý Lao động tại Hàn Quốc vừa có công văn gửi Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thông báo về việc Hàn Quốc kết thúc tìm kiếm tập trung 5 thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu Hải Dương số 307 xảy ra trên vùng biển thuộc đảo Jeju của Hàn Quốc ngày 4 tháng 3. Theo đó, cảnh sát biển Hàn Quốc đã quyết định kết thúc việc tập trung tìm kiếm và chuyển sang tuần tra kết hợp tìm kiếm kể từ 18 giờ ngày 9 tháng 3. Theo thông tin từ cảnh sát biển Hàn Quốc, từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra, đã huy động tổng cộng 234 lượt tàu thuyền và 45 máy bay tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, nhưng vẫn không phát hiện được người mất tích cũng như các vật dụng liên quan trôi nổi trên biển. Ngoài ra, cảnh sát biển Hàn Quốc cũng đã sử dụng thiết bị tìm kiếm dưới nước không người lái. Tuy nhiên, do cửa phòng cũ trên tàu nhỏ, nên thiết bị đã không thể tiến vào bên trong được. Ban Quản lý Lao động tại Hàn Quốc đề nghị Cục Quản lý Lao động Ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp. Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tối qua đã khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ công tác giám định độc chất liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở địa phương này. Thủ phạm là đây. Những con sam được vợ chồng anh Dương Minh Tơ và vợ là Trần Thị Lệ khi đi du lịch ở Vũng Tàu mua về nhà ăn. Hai vợ chồng, hai đứa con, hai người cháu và một người hàng xóm cùng nướng sam ăn vào xế chiều. Chỉ hơn một tiếng sau, tất cả những người nói trên đều có triệu chứng nôn ói, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cao Su Dầu Tiếng cấp cứu. Tuy nhiên khi đến được bệnh viện thì cháu bé 8 tuổi, con của anh Tơ đã tử vong. Những trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục cấp cứu và điều trị. Sức khỏe đang dần ổn định. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành lấy mẫu để giám định xem con sam được gia đình anh Tơ mua về ăn là con sam thật hay là con so biển. Được biết, con sam và con so đều sống ở vùng ven biển, có hình thù giống hệt nhau nên rất dễ nhầm lẫn. Nhưng mà ăn con so biển có thể chết người do chứa độc cực giống với độc tố của cá nóc. Và trong tâm vẫn luôn sợ hãi hoặc là mong cầu quá nhiều, quá tham lam, đều dễ trở nên si muội. Thưa quý khán giả,
xây nhà, coi ngày giờ, xuất hành, cúng. Bị kỷ luật, chuẩn bị thăng quan, cúng, rớt chức cũng cúng. Cái gì cũng cúng, đã và đang bắt rễ, ăn sâu vào niềm tin, sinh lợi vô tận cho những kẻ gieo mầm mê tín. Sau xuân, những người cúng bái, đồng cốt, nặng mùa mê tín, hồng trục lợi bá tánh lại vào mùa. Có điều, người tin nghe theo thì không hề nhỏ, phần nhiều trong số ấy đều có địa vị và thế khủng. Cúng tiền tỷ để hối lộ thần linh, liệu có linh thiêng không? Tin lời thầy cúng, thực hành các nghi thức cúng theo chỉ dạy đang là giải pháp trấn an hữu hiệu không ít kẻ phàm trần. Để cúng cho đúng, cho thuận, không cúng một đằng khấn một nẻo, vậy là trăm sự nhờ ông thầy cúng lo lót hộ. Tấu khấn thần linh với những màn cúng oách cả về âm thanh, hình ảnh, đồ cúng cho đến giá trị thị trường trong phần bài vẽ trang trí cho mâm cúng. Nhưng đâu phải cứ cúng lớn là tốt lễ dễ kêu, khiến cho mọi sự việc suôn sẻ như mong đợi. Hai đối tượng chính mà cánh thầy cúng rất yêu để độ ấy là doanh nghiệp lớn và quan chức. Mối quan hệ gì nhân này củng cố cho thầy cúng cả hai thứ mà khối kẻ phạm trần cần, đó là tiền và quyền. Một thầy cúng vào hàng cao niên ở địa bàn Hà Nội nói về quan hệ xã hội, toàn kể tên những dân chật khủng, có khách hàng thân thiết thuộc đủ giới ở cả ba miền. Khi được hỏi về những lễ cúng giá tiền tỷ từng thực hiện, ông bảo: có người bây giờ ngày kiếm cả tỷ bạc, tiền có, quyền có, không biết sợ ai, tin ai ở đời, nhưng lại sợ chết, sợ gặp tai ương, sợ bị bắt. Chỉ có cách bài họ cúng để gieo niềm tin. Người khốn khó hỏi việc, tôi coi ngày giờ, cúng kiến, không tiền cũng làm. Nhưng với đám giàu có, quyền cao, cúng mà không bắt họ đưa thật nhiều tiền, không làm mâm cúng lớn, họ không tin đâu. Thượng tọa Thích Nhật Từ nhiều lần chia sẻ, người gieo ác mà chỉ cần cầu cúng trình trang để được bình an, trước mâm cúng và bàn thờ toàn mở miệng cầu xin những lợi lộc nặng về vật chất, đó là mê tín. Người mê tín dễ bị thầy cúng ác tâm dụ dỗ, lợi dụng mất tiền bạc và thời gian, vướng khổ về cảm xúc, thậm chí bị khủng bố tinh thần. Thay vì làm mâm cúng hoành tráng, hãy dùng giá trị đó dành cho người bất hạnh, thiếu thốn. Quý khán giả đang đồng hành cùng tin tức Đông Tây được phát sóng trực tiếp vào 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh HKTV. Thưa quý khán giả, dây chuyền, lắc, bông tai, đó luôn là những thứ dễ lọt vào mắt của trộm cướp vì dễ giật, dễ bán. Đeo trang sức là quyền của mỗi người, nhưng với một số cảnh báo sau đây, mong rằng các chị em sẽ cẩn thận hơn. Trên gương mặt vẫn còn sự hốt hoảng, chị Nguyễn Quỳnh Tố Nga, cư ngụ ở phường 7, thành phố Cà Mau, đến cơ quan công an trình báo vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 23 tháng 2, chị bị hai đối tượng điều khiển xe mô tô cướp giật sợi dây chuyền trên tuyến đường Trần Hưng Đạo thuộc khu vực phường 5, thành phố Cà Mau, có trọng lượng là trên 5 lượng vàng 18 carat. Sự việc xảy ra rất nhanh chóng khiến cho nạn nhân không kịp trở tay, té nhào xuống đất bị thương. Hai đối tượng thì nhanh chóng tẩu thoát. Chưa đầy 24 giờ gây án, đối tượng cướp giật đã bị bắt giữ là Đỗ Công Hậu và Trần Chí Quyện, sinh năm 1989. Lời khai hai đối tượng cho biết khi lái xe mô tô rảo trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phát hiện chị Nga có đeo diệu trang sức nên đã áp sát và ra tay giật sợi dây chuyền, sau đó đem bán được hơn 100 triệu đồng và chia nhau. Từ vụ việc trên, người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ, cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, nhất là khi tham gia giao thông, không nên đeo nhiều trang sức có giá trị, túi sách bên người, dễ tự mình giăng bẫy, biến mình thành con mồi cho các đối tượng cướp giật ra tay. Và một nhóm tội phạm sau đây còn manh động hơn. Mới đây, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức dây bắt tóm gọn hai đối tượng trong băng trộm liên huyện chuyên sử dụng vũ khí súng quân dụng, lái xe tải đi trộm. Lực lượng chức năng cùng đội hiệp sĩ âm thầm theo dõi bám sát. Khi đến địa bàn xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, các đối tượng này liền đột nhập vào nhà dân, trộm cắp cây kiểng và một số vật dụng khác. Ngay lập tức, các chiến sĩ công an và hiệp sĩ liền tổ chức dây bắt. Bị phát hiện, băng trộm liều lĩnh lên xe tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi được khoảng hơn 5 km, hai đối tượng ngồi trên xe tải do bị áp sát quá nhanh nên khi tên cầm lái vừa cầm khẩu súng côn quân dụng trên tay đã bị các chiến sĩ công an và hiệp sĩ lao vào khống chế tóm gọn. Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận tên cầm lái là Lê Hùng Chương và đối tượng ngồi bên cạnh là Nguyễn Văn Chương. Tang vật thu giữ trên xe và trên người các đối tượng gồm hai dao nhọn, một xích gắn ổ khóa, một khẩu súng quân dụng, 14 viên đạn đồng. Cả hai đều có tiền án tiền sự.
Băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản táo tợn trên địa bàn, gây bức xúc và quan mang trong dư luận. Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Phú Riềng, Công an Đồng Phú phối hợp mở rộng điều tra, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong băng trộm manh động này. Thưa quý khán giả, liên quan đến vụ đốt pháo đỏ đường tại đám cưới ở Sóc Sơn, Hà Nội, sau nhiều ngày bỏ trốn, đối tượng thứ hai đã đến công an trình diện. Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, Nguyễn Văn An, đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo ở đám cưới tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn An khai nhận đã cùng Trần Văn Khang, sinh năm 1979, đốt bánh pháo dài 50m tại đám cưới ở xã Phù Lỗ. Sau khi đốt pháo, An đã trở về nhà ở Lào Cai. Khi biết lực lượng công an đang điều tra vụ việc, An đã trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên nhận thấy không thể trốn thoát, An đã ra đầu thú. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội mua bán, chứa chấp và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào đêm 8 tháng 3, kiểm tra một khách sạn ở khu đô thị Tân Hồng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang 55 thanh niên đang có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật liên quan. Xét nghiệm nhanh đã phát hiện 43 đối tượng dương tính với chất ma túy. Chiều qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 13 đoạn qua ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tài xế ngủ gật khiến cho chiếc xe bị mất lái, lao sang phía đường bên trái của quốc lộ 13. Xe lách qua được một cây xanh lớn, sau đó thì tông sập một nhà dân khiến cho một người bị thương nặng. Một phút chớp mắt không đúng lúc gây nên hậu quả đáng tiếc. Chuyển sang nội dung khác, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về phương án thực hiện giải ngân vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2020. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cho phép tiếp tục áp dụng cơ chế giao dự toán kinh phí quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông qua dự toán ngân sách nhà nước của Bộ như đã thực hiện của những năm trước. Phương án này có nhiều điểm thuận lợi cho cả cơ quan quản lý cũng như tổng công ty. Bởi sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, có thể triển khai ngay việc giao dự toán và thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đảm bảo hoạt động thông suốt. Trước đó, những vướng mắc trong việc giao dự toán này đã khiến việc bảo trì hệ thống đường sắt bị gián đoạn, đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu suốt hơn 2 tháng qua. Từ ngày hôm qua, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai việc xử phạt các trường hợp vi phạm dừng đổ xe sai phép thông qua hệ thống camera giám sát. Trước mắt sẽ áp dụng tại 14 tuyến đường khu vực trung tâm thành phố. Động thái này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ trong quản lý giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. 14 tuyến đường sẽ tiến hành phạt nguội căn cứ vào dữ liệu camera cố định. Đó đều là các tuyến có xe cộ đi lại đông đúc, tình hình giao thông phức tạp, nạn dừng đậu ô tô tràn lan gây ảnh hưởng giao thông nhiều năm qua. Hiện nay trung tâm điều khiển giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý 762 camera lắp đặt trên các tuyến đường, trong đó có khoảng 300 camera chuyên dụng đo vận tốc, lưu lượng xe và các hình ảnh xe ô tô vi phạm sẽ do nhân viên trung tâm này rà soát, ghi nhận lại, sau đó sẽ chuyển đến thanh tra giao thông sở tiếp nhận và xử lý để ra quyết định xử phạt. Hôm qua, Tòa Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Vinasun và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab. Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bên nguyên đơn và bị đơn đều giữ nguyên kháng cáo. Grab tiếp tục khẳng định mình không phải là đơn vị kinh doanh vận tải mà chỉ là đơn vị công nghệ cung cấp giải pháp kết nối cho các tài xế thông qua các hợp tác xã vận tải mà Grab đã ký kết hợp đồng và nhận chiết khấu. Đối với Vinasun, doanh nghiệp tiếp tục cho rằng những thiệt hại mà Vinasun chịu cụ thể là việc giảm doanh thu lợi nhuận trong năm 2016 và nửa đầu năm 2017 là do hoạt động sai phạm của Grab. Vinasun cho rằng Grab đã dùng các biện pháp tài chính, đã tung chương trình khuyến mãi, giảm giá, chiêu mộ tài xế, thu hút khách hàng. Những điều này đã khiến xe taxi của Vinasun vắng khách, phải nằm bãi, cổ phiếu của Vinasun sụt giảm trên thị trường chứng khoán. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 12 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Grab kinh doanh taxi vi phạm Nghị định 86 và đề án 24 và gây ra thiệt hại cho Vinasun. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ
khoản tiền 36 tỷ 300 triệu đồng mà chỉ buộc Grab bồi thường cho Vinasun là 4 tỷ 800 triệu đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 2 ngày. Thưa quý khán giả, trong khi người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp đang cố gắng điều chỉnh sắp xếp lại việc sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm cho người lao động. Thì đây cũng là lúc chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Đảng và Nhà nước phát huy tác dụng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, chi trả trợ cấp, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp kịp thời cho người lao động sớm tìm việc trở lại. So với những năm trước, số lượng lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp những tháng đầu năm 2020 tăng mạnh. Những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thu hẹp sản xuất và một bộ phận người lao động bị mất việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các trung tâm dịch vụ việc làm tại các tỉnh thành phố trên cả nước đã tạm dừng các phiên giao dịch việc làm, hạn chế tập trung đông người để phòng tránh lây nhiễm dịch COVID-19. Song các cán bộ tại các trung tâm vẫn thực hiện hoạt động tiếp nhận hồ sơ đăng ký trợ cấp thất nghiệp, kết hợp tư vấn việc làm cho người lao động. Theo các chuyên gia, bài toán đầu tiên là đối với các doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là phải xử lý ngay chính sách bảo hiểm thất nghiệp để người lao động có lương. Những doanh nghiệp có điều kiện thì có thể đào tạo lại những lao động đó. Trường hợp người lao động không nhận tiền lương thì có thể dùng tiền đó để đào tạo nghề cho họ tìm kiếm việc làm mới. Bảo hiểm thất nghiệp có vai trò rất lớn, không chỉ đối với cá nhân người lao động và doanh nghiệp, mà còn đóng vai trò thăng bằng nền kinh tế, là liều thuốc hạ nhiệt những tác động do khủng hoảng từ dịch COVID-19 gây ra. Trong thời gian tới, để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thật sự đi vào cuộc sống, trở thành điểm tựa của cả người lao động và người sử dụng lao động, các chuyên gia cho rằng cần mở rộng đối tượng tham gia các ngành nghề đào tạo phải phù hợp với nhu cầu thị trường. Thưa quý khán giả, khi thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang xuất hiện và nguy cơ phát tán ở nhiều nơi, thành phố Hà Nội đã đặc biệt quan tâm đến công tác thu gom, xử lý rác thải y tế và rác thải sinh hoạt nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn. Người dân cũng từ đó ý thức bảo vệ môi trường hơn. Trong những ngày này, trên địa bàn Hà Nội có dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện thu dọn vệ sinh môi trường, thay thế hoặc bỏ những vật dụng không cần thiết ra khỏi nhà. Để rác thải không tồn đọng trong khu dân cư, các đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn đã tăng tần suất thời gian thu gom rác. Cùng với việc tăng cường công tác thu gom thì công tác vận chuyển xử lý rác cũng được đặc biệt quan tâm. Các phương tiện vận chuyển đều được kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ máy móc, thiết bị trước khi vận hành, đảm bảo kín khít, không để rò rỉ nước rác trong quá trình vận chuyển. Rác thải y tế được thu gom thực hiện nghiêm ngặt quy trình xử lý. Việc làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải y tế, rác thải sinh hoạt trên địa bàn cũng sẽ góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội. Tiếp tục chương trình là những tin nhắn rất đáng quan tâm chúng tôi vừa tổng hợp. Tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex cho biết đã cung ra thị trường 8 triệu 500.000 chiếc khẩu trang kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay. Riêng trong tuần qua, các đơn vị thành viên của Vinatex tham gia may khẩu trang đã cung ứng tới gần 3 triệu sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ sản xuất thêm loại vải dệt thoi kháng nước để phối hợp với vải dệt kim kháng khuẩn tạo nên dòng sản phẩm khẩu trang theo kiểu 2-1, chất lượng cao hơn nữa, phục vụ người tiêu dùng cả nước. Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo dự trữ và bình ổn giá trong nước trước diễn biến khó lường của kinh tế thế giới. Theo đó, thường xuyên phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương với 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó. Đồng thời có trách nhiệm tổ chức hệ thống phân phối gạo, cung ứng ngay lượng gạo tồn kho và lượng gạo dự trữ lưu thông để bình ổn thị trường nội địa theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo Hiệp hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm, nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp chế biến đã tăng trung bình 20% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng chế biến có thời hạn sử dụng lâu ghi nhận lượng tăng đột biến như sản phẩm thịt chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp. Đặc biệt trên các doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền, phở gói, lượng đơn hàng nội địa lẫn xuất khẩu đã tăng đến 50%. Theo hiệp hội, nhu cầu thị trường tăng cao và hầu hết các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có lợi thế về nguồn nguyên liệu trong nước, chiếm hơn 90%. Dự báo mức tăng trưởng toàn ngành sẽ tăng 10% trong năm nay. Tình hình dịch bệnh tả heo châu Phi đã lắng xuống, giờ đây là lúc các địa phương có thể đẩy mạnh tái đàn nhằm tăng nguồn cung thịt heo cho thị trường.
Tuy nhiên, qua cuộc kiểm tra thực tế tại địa phương của đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong ngày hôm qua cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn cản trở việc tái đàn. Đây là một trong những trại heo lớn, mỗi tháng cung cấp ra thị trường 15.000 đến 20.000 tấn thịt. Đáng nói là trại này không bị tác động bởi dịch tả heo châu Phi. Riêng tỉnh Phú Thọ có 10 trại lớn như thế. Tại thời điểm này, tổng đàn heo của tỉnh đã phục hồi lên khoảng gần 630.000 con. Nhưng đó là ở các trang trại lớn có sẵn nguồn con giống. Còn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chưa thể tái đàn. Liên quan đến giá thịt heo hơi tiếp tục ở mức cao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng có nhiều nguyên nhân. Song chính giá thành sản xuất ở thời điểm này quá cao, bao gồm giá con giống. Cũng theo Bộ trưởng, xuống giá cũng là cách tốt nhất để bảo vệ thị trường ổn định, bền vững. Do đó, Bộ sẽ yêu cầu 17 tập đoàn lớn phải tuân thủ. Quyết định này không phải là phi kinh tế thị trường, mà chính là nghệ thuật bảo vệ thị trường để giữ được niềm tin của người tiêu dùng và xã hội. Thưa quý vị, từ vùng đất khô cằn, chính quyền địa phương và người dân tỉnh An Giang đang biến cánh đồng xã An Hảo, huyện Tịnh Biên thành vùng kinh tế mới. Và tương lai, đây còn là điểm du lịch níu chân du khách. Núi non hùng vĩ, đồng lúa bạc ngàn, nơi đây còn được biết đến với cánh đồng điện năng lượng mặt trời quy mô bậc nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn từ trên cao, hàng ngàn tấm pin xếp san sát nhau, tạo cảm giác mới lạ cho du khách khi đến với vùng An Giang bảy núi. Huyện Tịnh Biên có trên 2.400 giờ nắng mỗi năm, rất thích hợp để đầu tư điện mặt trời. Đây là một trong những công trình góp phần xây dựng đô thị xanh sạch văn minh được địa phương hướng đến. Cánh đồng điện năng lượng mặt trời sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ứng dụng năng lượng xanh vào cuộc sống và du lịch thân thiện. Chắc chắn là trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng một lần được thử qua món phở của Việt Nam, nhưng mà trong số đó thì mấy ai được nhìn thấy quy trình chế biến sợi phở. Ở thành phố Hồ Chí Minh có một quán làm toàn bộ quy trình chế biến như là xay bột, tráng bánh và cắt bánh thủ công tại quán cho khách xem và thưởng thức ngay tại chỗ. Cách làm ra từng sợi phở khiến thực khách vô cùng thích thú. Mời quý khán giả cùng cận cảnh quán phở này. Quy trình làm bánh phở đều được chị Hoàng Thị Thu Hiền, 38 tuổi, làm trực tiếp tại quầy để thực khách theo dõi. Trung bình cứ 3 phút là cho ra một mẻ bánh. Trong thời buổi hiện nay thì cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là một cái vấn đề cũng rất là nhức nhối. Và những cái vấn đề mà người ta phải bỏ những cái hóa chất để mà bảo quản bánh phở. Và chính vì vậy mà chị cũng muốn là mình tự có một cái khu tráng bánh phở để mà khách hàng có thể sử dụng bánh phở tươi mà không phải sử dụng bất cứ một cái nguyên liệu phụ gia nào. Khách hàng khi mà đến thưởng thức phở thì có thể là được quan sát cái quá trình làm bánh phở. Chị cũng cho biết ở nước ta có rất nhiều loại gạo, chứ không phải loại nào cũng có thể đem tráng bánh phở. Sau khi lựa chọn, gạo sẽ được ngâm trong từ 36 tiếng, sau đó xay thành bột và sẽ tiến hành ủ bột trong thời gian khoảng 12 tiếng. Bột sau khi ủ xong sẽ được đem đi tráng. Thời gian để tráng tùy thuộc vào lượng hơi, tuy nhiên rơi vào khoảng 30 giây là bánh chín. Bánh được phơi trên vàng treo cho ráo trong khoảng 5 phút, sau đó có thể đem đi cắt bánh và sử dụng được. Phần nước lèo quan trọng là phải lựa chọn xương ống bò hầm trong 48 tiếng để đạt được hiệu quả thu hút nhiều khách đến, không nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ở đây có một cái khu chế biến phở cắt bánh riêng biệt thì cho thực khách nhìn thấy thì thấy rất là đặc biệt hơn so với những cái quán khác. Ở đây thì bánh phở mềm và ngon, nước lèo thì tương đối thanh, thịt thì khá là sạch sẽ và chất lượng. Giá ở đây tương đối đắt hơn ở những chỗ khác khoảng 5 cho tới 10.000. Nhưng mà so với những cái gì mà nhận được từ sự sạch sẽ, chăm sóc vệ sinh và nhìn thấy cái chỗ mà chế biến như vậy thì 50.000 là cũng là hợp lý. Một trong những món phở đặc trưng tại đây là phở thấu đá. Thấu đá được chưng nóng sôi cùng với các loại thịt. Quán mở cửa từ 6 giờ tới 21 giờ. Thưa quý khán giả, có câu đồng vợ đồng chồng tác cạn biển đông. Hơn 3 năm nay, đôi vợ chồng này cũng đồng lòng cùng nhau là một chuyện kỳ lạ, từng khiến cho nhiều người dị nghị. Nhưng đâu phải ai cũng biết lý do thật sự phía sau hành động khác người này. Hơn 3 năm, cứ vào cuối tuần, anh Hồ Phi Quyết, 38 tuổi, ở xóm 10, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, lại trang bị đồ nghề đi nhặt rác. Anh làm công nhân lái máy xúc,
làm việc chủ yếu vào ban đêm. Ban ngày anh tham gia câu lạc bộ thiện nguyện ở địa phương, đi từ thiện, thu gom rác thải. Nhưng không phải khi nào câu lạc bộ cũng hoạt động được, trong khi rác ngày một càng nhiều. Từ đó tôi quyết định đi nhặt rác để góp phần làm cho môi trường trong sạch hơn. Xã anh đang sống có đường giao thông dài 13 cây số. Không chỗ nào có rác mà anh không biết, không đến dọn. Gần đây, khi cô con gái út được hơn 2 tuổi, anh đã có thêm bạn đồng hành là vợ. Là phụ nữ, nhưng chị Nguyễn Thị Mai không ngại cầm bao tải lội xuống kênh, mương, vớt rác cùng chồng. Có người nói, lạ thay, họ làm công việc cực nhọc dơ bẩn này cũng rộn ràng vui vẻ như đi ăn đám cưới. Hình ảnh hai vợ chồng tay cầm bao, tay cầm kẹp, cặm cụi nhặt từ mảnh rác lớn nhỏ bên đường, dưới mương nước, trong bụi cây khiến cho nhiều người tò mò. Ngày cuối tuần ai cũng muốn nghỉ ngơi bên gia đình, sao lại tự nhiên chuốc thêm cho mình công việc bao đồng? Huống chi nhặt rác là việc vốn chẳng hề nhàn hạ, thơm tho, sạch sẽ. Chúng tôi đoán có lẽ quý vị cũng đang có cùng thắc mắc như người dân ở xã Quỳnh Lưu khi những ngày đầu thấy anh Quyết, chị Mai tự nguyện đi nhặt rác không công. Và lý do thật sự phía sau hành động khác người này là một câu chuyện mà anh chị hiếm khi nào kể. Có lẽ khi mới chọn công việc không giống ai này, đôi vợ chồng đã không lường trước được rằng họ sẽ vấp phải nhiều dị nghị. Có người còn hoài nghi anh chị đi lượm rác để lấy tiếng thơm. Hồi đầu buồn lắm, sau dần rồi quen, anh Quyết vẫn miệt mài với công việc, với mong muốn thay đổi nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường. Bởi anh nghĩ tình nguyện ở đâu chỉ bằng tình nguyện ở ngay nơi mình sống. Còn chị Mai thì cho rằng mình đã quen với lời xì thầm, thậm chí là thái độ hiếu kỳ của một số người từ lúc đứa con thứ hai của chị vừa chào đời đã bị bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh, một căn bệnh hiếm gặp, mãn tính. Nhưng trái ngược với thái độ thiếu cảm thông này, trong quá trình chạy dại khắp nơi để kiếm tiền trị bệnh cho con, anh chị đã nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của nhiều người. Trong cơn hoạn nạn, anh chị mới hiểu hết ý nghĩa của công việc thiện nguyện. Không làm được việc gì cao xa thì lượm rác làm sạch xóm làng cũng là đóng góp sức mình. Thấy chồng đi nhặt rác, em ủng hộ và rất vui vì hành động của anh có ích. Ban đầu em phải ở nhà giữ con, nhưng về sau nghĩ để anh làm một mình thì đến khi nào mới hết rác. Thế là em quyết định gửi con cho ông bà ngoại để đi nhặt rác cùng anh. Thấy đôi vợ chồng cạnh nhà chật vật mà trọng lòng làm việc tốt, nhiều người xung quanh đã thay đổi dần suy nghĩ. Họ càng ngạc nhiên khi anh chị đã làm công việc không công này bền bỉ mấy năm, chứ không chỉ kiểu phong trào sớm đỡ tối tàn. Có người xưa hay buông lời dị nghị, nay tự thấy xấu hổ, thậm chí còn theo anh chị xuống đường lượm rác. Và họ đều có cùng mong muốn, đó là sẽ bị thất nghiệp vào một ngày nào đó. Làm được việc tốt rất vui, nhưng nhặt rác nơi công cộng thì rất buồn. Vì vậy mà đôi vợ chồng này luôn mong đến cái ngày mình thất nghiệp. Bởi khi đó đường làng đã không còn cảnh nhếch nhác vì rác thải bị vứt vô tội vạ. Thưa quý khán giả, anh Quyết và chị Mai tự nhận việc làm của mình rất nhỏ, không xá chi để nhiều người ghi nhận hay biết đến. Anh chị chỉ làm một cách vô tư, xuất phát từ tấm lòng, từ tâm tư, mong được đền trả phần nào cái ơn của những người đã giúp đỡ con mình trị bệnh. Chúng tôi hiểu lòng tốt không tự nhiên mà có, nó được nảy nở, tiếp nối từ những tấm lòng nhân ái đã không thờ ơ trước khó khăn của đồng bào. Xin cảm ơn anh chị, đôi vợ chồng dù chưa tắt cạn biển đông nhưng đã đồng lòng lan tỏa điều tử tế. Chương trình tin tức Đông Tây sáng nay của Trung ương Hậu Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.